Chiều nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tọa đàm chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hồ Anh đồng chủ trì tọa đàm. Theo đánh giá công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên những năm gần đây được các cấp ủy quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên còn quá khiêm tốn so với số lượng sinh viên, học sinh trên địa bàn từ năm 2020 đến nay, số sinh viên ngô tú được kết nạp là 356 đảng viên, trung bình gần 120 sinh viên một năm. Còn số này đối với học sinh, cán bộ viên chức người lao động trong các trường trong một phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên là 113 đảng viên. Trong đó có 8 đảng viên là học sinh, trung bình chưa được 3 học sinh một năm. Những khó khăn vướng mắt trong công tác phát triển đảng viên trong trường học đã được các đại biểu tham gia tọa đàm nêu ra. Nhiều quy định điều lệ đảng về độ tuổi xem xét kết nạp phải đủ 18 tuổi. Do vậy, nhiều học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, có nguyện vọng vào đảng nhưng chưa đủ tuổi để xem xét kết nạp. Vì phát triển đảng viên trong học sinh còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của phụ huynh. Cùng với đó, việc phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, dẫn đến một số cấp ủy còn lúng túng trong việc phân công đảng viên giúp đỡ. Từ đó, các địa phương, đơn vị cũng đã đề ra giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả hơn công tác này trong thời gian đến.